Trước đây để có được một sản phẩm nội thất hoàn thiện, vừa đáp ứng về chất lượng, tính thẩm mỹ cao vừa có giá thành rẻ, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, thành phẩm chủ yếu dựa vào tay nghề của những người thợ mộc. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, hàng loạt các dòng máy chế biến gỗ được đưa ra thị trường, các quy trình sản xuất đồ nội thất khó nhằn trước đây được giải gia công nhanh chóng, tiết kiệm tối ưu thời gian, chi phí. Để hiểu rõ hơn quy trình làm ra các dòng sản phẩm nội thất hiện đại, hãy cùng tôi đi tìm hiểu một dòng máy đa dạng chức năng thực hiện phay, khoan, chạm bề mặt, cắt biên dạng, xẻ ván, dòng máy CNC router R1B20TH. Với nhu cầu thị trường hiện nay, đa phần các sản phẩm nội thất đều có chất liệu làm từ các loại gỗ công nghiệp như MGF, MSC, ván ép. Sau khi nhập bản thiết kế thông qua USB, ta tiến hành nhập thông số trên máy, tùy vào nhu cầu của khách hàng mà máy sẽ thực hiện cắt, xẻ, chạm khắc bề mặt. Chỉ cần vài bước thao tác máy có thể thực hiện nhiều chức năng trong một lần gia công. Với thiết kế màn hình cảm ứng hiện đại, thông minh, mọi thông số máy, kích thước bán gia công đều được thiết lập trực tiếp trên màn hình điều khiển. Điều này giúp cho việc vận hành máy trở nên đơn giản hơn, đặc biệt giúp người vận hành dễ dàng kiểm soát quá trình hoạt động, mang lại hiệu quả cao. Máy sử dụng hệ thống điều khiển sinh tết vô cùng hiện đại. Đây là một trong những hệ thống điều khiển ổn định và được ưa chuộng sử dụng cho máy CNC hiện nay, giúp máy hoạt động ổn định hơn gấp nhiều lần trong quá trình gia công. Với cấu tạo được trang bị tích hợp, một cụm router và một cụm đầu khoan cùng hệ thống thay dao tự động với khay thay dao và 12 đầu dao khác nhau, thay đổi dao cụ linh hoạt, giúp việc gia công các sản phẩm phức tạp, nhiều chi tiết đòi hỏi thay đổi dao cụ liên tục cũng trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó máy còn trang bị bàn làm việc sở hữu bộ hút chân không mạnh mẽ với thiết kế 6 vùng hút chân không. Mỗi vùng tương ứng với 6 van cơ, mỗi van sẽ điều khiển một vùng để có thể mở tắt ở những vị trí cần thiết nhằm tập trung lực hút vào vùng cần gia công. Giúp giữ chặt ván, đảm bảo không xê dịch trong suốt quá trình gia công. Với những tính năng vô cùng nổi bật trên các vật liệu thô khi được đưa vào máy CNC sẽ được gia công như mong muốn của doanh nghiệp. Chỉ cần sở hữu dòng máy này là đã có thể hoàn thành các công đoạn phay, khoan, chạm khắc bề mặt một cách nhanh chóng, tiện lợi vừa có thể tiết kiệm chi phí, nhân công vừa có thể đảm bảo được tính thẩm mỹ, sự đồng nhất trong sản phẩm. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.